Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một cô gái chỉ còn 5 ngày nữa lên xe hoa về nhà chồng. Áo cưới đã sắm rồi, nhẫn cưới đã mua rồi, thiệp cưới đã gửi đi khắp nơi. Nhưng buổi sáng hôm ấy được gọi là buổi sáng của định mệnh. Cô gái từ nhà đến sở làm chẳng may ngã ra bên ngoài đường, và lúc bấy giờ chiếc xe buýt chờ tới cán nát đầu, chết tại chỗ. Tôi dâng thánh lễ tang hôm ấy, xin thưa anh chị em, cả nhà thờ đều khóc. Người chồng sắp cưới, anh ta ôm chầm lấy chiếc quan tài của vợ sắp cưới mình, nước mắt như mưa. Cha mẹ của cô gái đứng không nổi, lăn lộn dưới nền nhà thờ. Những giọt nước mắt tang thương ấy, tôi nghĩ rằng phải vang lên tới trời cao. Tôi thấy cha mẹ của cô gái đang khóc ấy, mà thấy thật đúng với lời của cha ông mình đã nói: lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời. Cái chết oan nghiệt, cái chết tức tử day dứt hắc hiu bên đời con người của chúng ta, những cái chết mà chúng ta thấy nó đến đầy bất ngờ, đầy tức tử ấy dường như một lời nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta. Rồi sẽ đến một ngày tất cả chúng ta cuối cùng rồi mình cũng thế thôi, cũng sẽ có phút giây giả từ cuộc đời tạm bợ này mà ra đi. Chúng ta đi đâu? Nhưng mà xin thưa anh chị em, dường như ngày hôm nay có những con người cho rằng mình không chết bao giờ, mình trường sinh bất tử với cái cuộc đời này. Do đó họ mặc tình mà lao mình vào vòng xoáy của cuộc đời, để ăn chơi, để thụ hưởng trụy lạc trác tán. Dường như họ không quan tâm tới phần linh hồn và quan tâm tới nẻo đường đưa về cõi thiên. Tại La Salette, Đức Mẹ hiện ra với hai em nhỏ chăn cừu. Đức Mẹ vừa nói vừa khóc, mà sau này các em nói rằng Đức Mẹ khóc giống như là đang bị ấy đánh vậy đó, tức là khóc lóc thảm thiết. Và Đức Mẹ nói rằng: các con hãy nói với mọi người, Chúa đã ban cho con người có 6 ngày để làm việc, để vui chơi, còn ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, đừng dành mất ngày của Chúa. Ngày hôm nay người ta lo ăn chơi, không lo ăn chay, không lo cầu nguyện, không lo tham dự thánh lễ. Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho thật nhiều các con ơi. Cầu nguyện sáng, cầu nguyện chiều, cầu nguyện những khi đêm về. Và này, nếu như các con không ăn năn sám hối quay về với Thiên Chúa, các con sẽ chết hết. Chúng ta có một người mẹ trong cuộc đời hằng đi với chúng ta từng lúc, từng phút giây,
cầm tay chỉ lối cái nẻo đường nào chúng ta phải đi. Từng lúc mẹ dặn dò khuyên nhủ chúng ta phải sống cái cuộc đời này như thế nào. Hôm nay chúng ta về với Đức Mẹ trong ngôi thánh đường có tên gọi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngôi đền này được gọi là ngôi đền có bức ảnh linh thiêng Hằng Cứu Giúp Mẹ của chúng ta. Do đó trong phút giây này, xin thưa anh chị em, khi chúng ta về với mẹ làm sao đấy, hãy chắp tay lại cúi đầu trước ảnh mẹ. Chúng con cảm tạ ơn mẹ thật nhiều. Dẫu chúng con có bỏ mẹ, mẹ vẫn cứ còn đấy bên đời của chúng con. Và trong phút giây này, xin mẹ giúp cho chúng con lòng mở ra bất trước mẹ, đón nhận lời hằng sống của Chúa và suy đi gẫm lại lời của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Hôm nay chúng ta lại được nghe lời của Chúa, một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh chúng ta đừng quên đi cái phút giây nghiệt ngã nhất trong cuộc đời của chúng ta, ấy là cái chết. Chúa Giêsu ngài nói đó, này các con sẽ không bao giờ biết được giờ nào con người sẽ đến. Con người được viết hoa trong bài tin mừng là chính Đức Giêsu là Thiên Chúa. Không ai biết trước được giờ nào ngày đến để lấy mạng sống của cuộc đời chúng ta. Và cái từ con người sẽ đến bất ngờ hôm nay cũng là Chúa đang nói với chúng ta, hãy ý thức, hãy luôn cảnh giác trước cái chết của chính mình. Ở đây Chúa nói với chúng ta, tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Nhưng mà chết như thế nào? Hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết trước được giờ nào mình chết cả. Nói thiệt với anh chị em, nếu mà tôi biết tối nay tôi chết thì chắc chắn giờ này tôi không dám đứng đây mà giảng cho anh chị em đâu. Tôi sẽ run lên vì sợ hãi. Không ai biết trước được giờ mình chết cả. Và không có ai biết được rằng tôi chết như thế nào. Chết già, chết bệnh hay chết tại tai nạn. Tất cả dường như là một bức màn bí mật che lấy cuộc đời của chúng ta. Một linh một dòng Chúa Cứu Thế đi làm việc tại Trung ương ở bên Roma, mới có 56 tuổi đời, còn rất trẻ, rất khỏe. Trước đó 3 ngày, vị linh mục này nói với một thầy trong nhà dòng, tôi thấy lúc này tôi khỏe lắm, nhẹ nhàng lắm. Ai có đâu ngờ 3 ngày sau, không thấy xuống làm việc, không thấy xuống ăn cơm chung, không thấy dân thánh lễ đồng tế trong nhà dòng. Phá cửa vào thì đã nằm chết sóng xoài ở trên nền nhà. Ly cà phê vỡ tan, cà phê vương vãi. Chắc chắn vị linh mục đó không nghĩ rằng mình chết, đã uống cà phê mà. Bất ngờ đến như kẻ trộm trong đêm, bất ngờ như ông chủ về trễ trong đêm khuya. Hai vợ chồng chở nhau đi hỏi vợ cho con. Chỉ va quẹt nhẹ thôi, người vợ ngồi đằng sau ngã xuống dưới đường, đầu đập xuống đất, hôn mê trong 2 ngày 2 đêm, giả từ cuộc đời, không một lời trăn trối. Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Dường như rằng tử thần không chừa bất cứ một ai, dẫu đấy là một linh mục thánh thiện đạo đức của Thiên Chúa. Do đó xin thưa anh chị em, chúng ta thấy những cảnh đời bất hạnh ra đi một cách tức tử bên cuộc đời của chúng ta đó, nhắc cho chúng ta nhớ đến cái chết đến hoàn toàn bất ngờ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Lời của Chúa hôm nay mời cho chúng ta phải sống như thế nào trong cái cuộc đời ngắn ngủi bất toàn của kiếp người. Chúa Giêsu ngài nói rất rõ ràng, các con hãy tỉnh thức, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Như người đầy tớ trung tín thắt đai lưng, cầm đèn cháy sáng. Chủ về bất chợt trong đêm, anh ta tiến ra cầm đèn soi đường cho chủ vào nhà và hầu hạ chủ trong đêm khuya. Người đầy tớ trung tín ấy là Chúa mời chúng ta, những Kitô hữu đi theo Chúa, nghe lời của Chúa để chúng ta sống một cái cuộc sống trung tín. Có nghĩa là gì? Chuẩn bị tỉnh thức sẵn sàng trong mọi sự, trong mọi việc. Vậy thì xin thưa anh chị em, chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng như thế nào? Chúng ta lại dừng lại một vài phút trong lời Chúa hôm nay để chúng ta ý thức điều Chúa đang gửi gắm cho chúng ta.
Chúa bảo chúng ta tỉnh thức là bởi vì Chúa bảo rằng các con đừng mê ngủ. Nếu chúng ta mê ngủ sẽ rơi vào cái cám dỗ cái cuộc đời này, mà ta thường đối diện với ba cái kẻ thù đáng sợ, đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Cái kẻ thù đáng sợ thứ nhất là thế gian. Xin thưa anh chị em, thế gian ngày hôm nay tràn đầy những quyến rũ, những hấp dẫn, những cám dỗ lôi kéo lòng của chúng ta hướng chiều về nó. Những thú vui, vật chất, tiền bạc của cuộc đời, nó như một ánh đèn của thế gian lấp lánh muôn màu sắc lôi kéo chúng ta. Có một chị phụ nữ nói với tôi: thưa cha, mỗi buổi sáng mở mắt ra là con nghĩ tới tiền thôi, làm sao trong ngày nay làm được nhiều tiền. Cái nguy cơ khi chúng ta hướng về tiền bạc thì chúng ta dễ coi nó là ông chủ của đời mình. Khi chúng ta dừng lại ở vật chất cuộc đời này, xin thưa anh chị em, lòng của chúng ta, đôi mắt niềm tin của chúng ta sẽ không còn thấy rõ dung nhan của Thiên Chúa nhiệm màu trong cuộc đời của chúng ta. Do đó Chúa bảo tỉnh thức. Ta tỉnh thức để đừng mê ngủ, để rơi vào cái cám dỗ thứ hai đáng sợ hơn nữa, đó là cái cám dỗ về xác thịt. Xác thịt nó giống như một cái người bạn tình đi mãi với chúng ta trong dọc dài của cuộc đời trần thế. Người ta nói cái nhu cầu xác thịt nó còn lớn hơn cái nhu cầu về ăn uống của cái bụng chúng ta. Chính vì cái vấn đề xác thịt này mà xin thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta ngoại tình tràn lan. Ngày hôm nay biết bao nhiêu thai nhi bị sát hại một cách không thương tiếc. Khi lòng của con người đắm chìm trong sắc dục sắc thịt thì xin thưa anh chị em, không còn có chỗ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Chúa bảo hãy tỉnh thức là vậy. Hãy tỉnh thức để đừng rơi vào cái kẻ thù đáng sợ thứ ba, đó là ma quỷ. Chúa sau ngày nói với chúng ta đó, ma quỷ là cha của sự giả dối. Nó cám dỗ, nó khiến cho chúng ta gian dối, gian manh, gian tà, gian xảo dành cho nhau. Và cái cám dỗ đáng sợ nhất của ma quỷ đó là gì? Cám dỗ chúng ta lười nhác trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Có một bạn trẻ nói với tôi đó: thưa cha, mỗi ngày Chúa Nhật lẽ ra con phải đi lễ, nhưng tiếng chuông nhà thờ vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại của người yêu con vang lên. Tôi hỏi: vậy chứ bạn chọn tiếng chuông nào? Người bạn trẻ ấy trả lời không cần suy nghĩ: thưa cha, con chọn tiếng chuông của người yêu con. Để rồi từ đó con không đến nhà thờ nữa. 2-3 năm trời không đi lễ, 2-3 năm trời không rước lễ, bởi vì con sống trong tình trạng tội lỗi. Nhưng ngày bùa chay này, Chúa kêu con, Chúa đánh động để con quay về. Anh chị em thân mến, thế gian, xác thịt và ma quỷ, nó giống như một cái liều thuốc phiện ru ngủ con người của chúng ta, mãi cứ nằm yên trên nẻo đường trần thế này mà quên mất một lối về ở cõi trời linh thiêng mai sau. Thế gian, xác thịt và ma quỷ, nó là ba cái kẻ thù đáng sợ. Từ sức con người của chúng ta không thể nào có thể chiến thắng được. Nhưng xin thưa anh chị em, chúng ta đi theo Chúa vẫn còn đấy một vị Thiên Chúa tình yêu và quyền năng. Chính Ngài sẽ hỗ trợ cho chúng ta nếu chúng ta biết bám vào trong chính quyền năng của Thiên Chúa. Hôm nay lời của Chúa là chỉ cho chúng ta cái cách thức làm thế nào để chúng ta chiến thắng là những kẻ thù đáng sợ ấy, giữ một niềm tin trong hành trình đi theo Chúa, luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng. Do đó cái thái độ hôm nay thứ hai, Chúa mời chúng ta: các con hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cái sẵn sàng ở đây là Chúa mời chúng ta chuẩn bị trong chính đời sống tâm linh của chúng ta, chuẩn bị cho linh hồn của chúng ta. Mà cái gì tốt hơn cho đời sống đức tin và linh hồn của chúng ta bằng việc sống đạo đức thánh thiện? Thánh Phaolô ngày mời gọi chúng ta: anh em ơi, hãy nhìn lên trời cao, hãy chiêm ngưỡng những sự tốt đẹp ở trên trời để vượt qua sự cám dỗ của hạ giới thế gian này. Nhìn lên trời để chiêm ngưỡng một Thiên Chúa
một Đức Mẹ, các thánh và những sự cao đẹp ở trên cao. Đạo đức thánh thiện ở đây có nghĩa là gì? Xin thưa anh chị em, điều mà giáo hội dạy chúng ta từ ngàn xưa tới ngày hôm nay, hãy giữ những điều ấy trong cuộc đời của chúng ta. Đó là đọc kinh sớm tối, đó là siêng năng xưng tội rước lễ một cách sốt sắng, đó là tham dự thánh lễ không chỉ là ngày Chủ nhật nhưng còn cả những thánh lễ ngày thường. Việc đạo đức thánh thiện ấy đem lại cho chúng ta điều gì? Trước nhất, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, sống đúng lời Chúa Giêsu dạy chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói với bà Martha đó: "Martha, Martha, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết và quan trọng, đấy là ngồi xuống bên chân Chúa, lắng nghe lời dạy của Ngài." Chúng ta đang sống điều ấy trong phút giây này đó anh chị em. Mỗi ngày thứ bảy về, chúng ta đến đây cùng với Đức Mẹ nghe lời của Chúa. Chính lời của Chúa là sức mạnh cho cuộc đời của chúng ta. Đạo đức và thánh thiện để được cái gì? Xin thưa anh chị em, đó là phương thế, là vũ khí đầy sức mạnh giúp cho chúng ta chiến đấu và chiến thắng ba thù thế gian, ma quỷ, sát thịt. Đạo đức và thánh thiện để làm gì? Xin thưa, là cách chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi mai ngày của chúng ta. Mỗi người sẽ có một chuyến xe định mệnh. Khi chuyến xe định mệnh ấy tới với chúng ta, đừng lỡ hẹn, đừng trễ bước. Anh chị em thân mến, có một người đã ra đi về thế giới bên kia. Anh ta trước đây là một giáo lý viên trong một giáo xứ, học rất giỏi, ra trường điểm rất cao ở một trường đại học lớn của thành phố. Anh ta vào làm trong một công ty nước ngoài, lương lãnh bằng đô la, có vợ có con, xem ra cuộc đời hạnh phúc. Nhưng mà dường như cái đồng tiền ấy làm băng hoại cuộc đời của chính anh. Khi tiền lãnh nhiều rồi, bắt đầu lao theo chúng bạn và sa vào trò cá độ bóng đá. Anh chị em biết đó, khi chơi cái trò cá độ rồi trở thành say mê, và khi thua rồi thì tìm mọi cách để gỡ. Tiền nó bay hết, nhà cũng bán, xe cũng bán, thậm chí vợ con của mình, người vợ quyết định ly dị. Từ ngày mất vợ, mất con, mất nhà cửa, mất hết rồi, anh ta làm một cách để kiếm tiền, vay tiền ngân hàng, vay tiền xã hội đen, gạt gẫm mọi người. Nhưng mà đụng tới xã hội đen là chết. Nó tuyên bố tới ngày đó mà không trả tiền nó cắt cổ. Quá tuyệt vọng, anh ta làm gì? Anh ta ở nhà của người anh ruột. Khi chờ trong nhà đi hết rồi, ở nhà treo cái dây lên xà nhà, thất cổ chết. Khi gia đình về, mở cửa vào sững sờ trước cái chết ấy. Nhưng có một cái là đó, đôi vòng tay anh ta vẫn ôm trước ngực của mình. Khi hạ sát xuống, người ta gỡ hai bàn tay ra, thấy gì? Lạ lắm, có một bức ảnh được lấy băng keo dán vào trong ngực của anh ta. Gỡ bức ảnh ra, bức ảnh đó là của ai? Xin thưa anh chị em, bức ảnh Đức Mẹ hồn xác về trời. Bên dưới bức ảnh, anh ta ghi dòng chữ ngắn ngủi: "Mẹ ơi, trong cuộc đời này con tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu Chúa có tha tội cho con á, thì con người không tha tội cho con đâu. Con chọn cách thế này để giải quyết cuộc đời. Xin mẹ hãy thương đến con, mẹ ơi." Triết gia Bacan có nói một lời rất đúng đó anh chị em: ngay cả người tự tử cũng mơ về cõi thiên đàng mai sau. Ta thấy cái tiếng kêu trong thảm thốt, trong bi thương, trong tuyệt vọng của người con cùng đường ấy, chắc chắn rằng sẽ làm cho Đức Mẹ rơi nước mắt. Vì mẹ là mẹ của chúng ta. Có người mẹ nào bỏ rơi con cái mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng, khổ đau dường ấy? Vâng, mẹ vẫn cứ đi mãi với chúng ta, bên cuộc đời chúng ta. Bởi nơi nào có con ra đi, nơi đấy có Đức Mẹ. Những chiều dài bóng đổ bên kiếp đời cô quạnh có mẹ đấy. Những đêm về trăn trở băn khoăn cho thân phận con người ngắn ngủi chóng tàn có mẹ đấy. Những nẻo đường lang thang xa rời với tình Chúa, tình mẹ vẫn có mẹ đấy. Mẹ có đấy để đẩy chúng ta về phía trước. Mẹ có đấy để ấp ủ, an
ủi cuộc đời của chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con nhìn lên ảnh mẹ, bức ảnh linh thiêng hằng cứu giúp. Chúng con đang thấy đôi mắt mẹ thật dịu hiền nhìn xuống chúng con. Mẹ thấy đó mỗi người chúng con có cảnh đời khác nhau. Tự trung lại chúng con đang đau khổ, nhưng xin mẹ giúp cho chúng con trên vạn nẻo đường đời, dẫu bất hạnh, dẫu khổ đau, chúng con đừng quên đi một tình mẹ thẳm sâu, luôn cận kề với chúng con. Xin mẹ giúp cho chúng con vượt qua những nẻo đường trần gian đầy cám dỗ này, để hướng về cửa thiên đang chờ đợi chúng con đấy. Amen. Tính kho tàng tưởng rằng giàu sang sẽ được muôn kiếp vinh quang, nào giữa đêm khuya hồn rời thân xác hư tàn, gia sản suốt đời bỏ lại trên chốn thế gian. Giờ người sẽ đến, giờ đã chưa đến, ai ngờ nào ai biết, hãy tình thương, hãy ngân tình và hãy sẵn sàng. Ai ơi, như người tơ hư rượu chè say mướt đêm ngày, bất ngờ chủ nhân trở về trong lúc đêm khuya, người sẽ ra tay trừng phạt tôi tơ hư này, chung cùng số phận với phường gian dối ác tâm. Trong sáng sẵn sàng, chú về nửa đêm thấy còn tinh thức phiên canh, người thắt đai lưng hầu bàn cho tơ trung thành, cho vào yên tiệc hướng phần vinh phúc chú ba. Giờ người sẽ đến, giờ nào chưa đến, ai ngờ nào ai biết, hãy tình thương gần và hãy sẵn sàng. Ôi, ai ơi, giờ người sẽ đến, giờ nào chưa đến, lúc không ai ngờ nào ai biết, hãy tình thương gần và hãy sẵn sàng. Ôi, ai ơi, giờ người sẽ đến, giờ nào chưa đến, lúc không ai ngờ.